Theo biên bản dạng của cơ quan công an, lúc 6 giờ 53 ngày 30 tháng 10, tại 8 cộng 450 trượt 31 đường 5 cao thuộc phường Phước Tân, thành phố, biên hòa đã xảy ra vụ tai dạ làm tết em nhỏ xíu 12 tuổi. Cụ thể, xe ven băng kiểm soát 60-24.748 do Nguyễn Quốc Thạc 1978, ngụ, phường An Bình, thành phố, biên hòa, bác tài cho doanh nghiệp Đô Cúc, chỉ huy lưu trên mốt, khi chuyển hướng rẽ trái vào đường năm cao khu vực cổng sân vôn Long Thành, thì gây ra tai dạ nhưng sau đó bỏ trốn. Vụ tai dạ làm em Lâm Đăng Khoa 12 tuổi, ngụ phường Phước Tân, học sinh trường trung học cơ sở Phước Tân, tử vong tại chỗ do bánh xe ben cán qua người. Đáng chú ý, sau đụng phải, bác tài ben đã phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng bị người dân đuổi theo chừng 1 km và bắt giữ lại. Sau vụ tai dạ, công an thành phố Biên Hòa đã kêu gọi các nhân chứng chứng kiến vụ việc hỗ trợ công an điều tra làm rõ việc bác tài thạc bỏ trốn sau khi gây tai dạ, bị dân truy đuổi. Chiếc xe ben gây tai dạ bỏ chạy bị dân truy đuổi, bắt về lại hiện trường. Công an thành phố, Biên Hòa cũng đã làm việc, lấy lời khai của bác tài thạc để điều tra làm rõ nguyên nhân viên diệt người dân tố bác tài thạc cố tình cắn vết cháu qua sau khi biết sơ đụng phải với em phóng viên, công an thành phố Biên Hòa vẫn đang điều tra, tìm kiếm nhân chứng để kết luận đúng mực sự việc. Theo người dân, địa điểm cháu qua bắt gặp nạn cũng từng xảy ra nhiều vụ tai dạ giao thông chết người và là điểm đem về tai dạ giao thông trên địa bàn. Người dân nơi đây còn cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ tai dạ có rất nhiều xe tải của doanh nghiệp Đô Na Cúc chở đất, đá lưu thông các xe ben này chạy dưới vận tốc cao, phóng nhanh vượt ẩu và tầm thường xuyên để đất, đá rơi giải xuống đường, gây mất bình yên giao thông cho các phương tiện khác. Hiện nguyên nhân vụ tai giả và các thủ tục pháp lý liên quan đến bác tài gây tai giả vẫn đang được cơ quan tính năng điều tra, làm rõ. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu qua cực kỳ khó khăn. Bố mẹ cháu là người mù, sống bằng nghề đám bóp, đám huyệt cả gia đình ở trào trong một phòng trào nhỏ, cách hiện trường khoảng 300 mét.